Vậy mới giống là bắt cá. Hôm nay bố mày khỏe không? Kêu là bắt cá mùa Covid. Bắt cá mùa Covid. Đấy, đang kéo lại rất run. Ô, trời ơi, chú ơi, một con cá chê này, chết này. Chết hả? Này, con cá này, thật. Ừ. Mấy cái bao đi, mấy cái bao bắt đi. Này, đây có một con cá chê mà nó nằm trên bờ rồi mà to chưa chừng thấy này. Ừ. Nhiều, có con à? Ừ. Sáng thì là thấy nó ba con. À. Cái hả? Sống hay chết? Sống. Sống, sống, sống thì nó có sao bồn liếm. À, bồi đỏ hết người à. Không à, đó. Sống đấy. Sống. Cái chơi chưa mà cầm thấy vậy. Ô, thấy gấu rồi đấy. Thấy gấu rồi đấy. À, kéo nó phải dùng máy á, máy cày kéo nè, bởi vì mới có đủ sức chứ không là không đủ sức. Đứng quay này thân nha, thân đánh cá mà sạch sẽ quá. Lạnh lắm, chỉ giờ xuống nước lạnh teo nữa. Trời mấy ngày nay có 10 độ C thôi cô chú và anh chị, lạnh nội xuống nước này lạnh run. Thấy hết mọi người được.
bé nhưng mà siêu to. Cá bắt đầu vào tới nơi. Rất là nhiều cá. Top. Đi bắt cá mà đang còn sạch lắm. Hôm nay ít cá mày.
Có thằng Dương mở kia đó. Kéo lại Dương.